Thuế nước hiện cảnh đang nghèo đói, bây giờ quá trời đói, từ thất nghiệp cho tới tất cả những buôn bán bến thành, công ty nhà may mặc hay là bất cứ ngành nghề gì cũng không không có giữ nổi nhân công, người thất nghiệp lên rất là cao. Rồi hôm nay lũ lụt thế giới, nghe ở Plaxi là biển biển đen, là không có cho lương thực chở đi từ Ukraine đi qua nước ngoài nữa, thì một cái nguồn lương thực cung cấp lớn cũng sẽ đói. Rồi cho tới Ấn Độ cũng không có sức cản gạo nữa, thì thế giới sẽ đói, nước Việt cũng sẽ đói, chết đói tới nơi đó. Thuế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, cứ nghĩa là con đường mù mịt à. Không có tương lai trong lúc này, chờ khi nước Tàu á, chiến tranh á, thì nước Việt á, tự động á, chiếc xuồng con á, nó mới sức đứt dây, nó mới tự nó bơi được. Còn mà không á, dầu cho hôm nay nước Việt có thay đổi kiểu nào, chiếc xuồng con vẫn chìm đi, mà chiếc xà lan nó còn nổi, nó cũng kéo chiếc xuồng chìm tà tà ở sau sau lưng à. Quý vị có hiểu cái đó không? Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, quá đói, sắp sửa đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường giùm. Còn biết ai, ông trời chỉ đường giùm, thằng con của ổng ngồi đây nói ra tiếng Việt trên cái đài này là thôi, thì mình đã chỉ cái đây 5 năm, cho nên cuối cùng nước Việt hôm nay thuận thiên là bắt đầu bữa hổm là bóng tối không thấy đường đi, bữa nay bắt đầu Biden mình sắp sửa vô Việt Nam ngoại giao, phải không, fully relationship, đó là ngoại giao toàn bộ đó, để mà khi mà Trung Cộng mà nó đánh Đài Loan á, Biển Đông mà đánh lên á, phe trục với phe đồng minh á, thì Việt Nam không bị lạc đạn. Chứ thằng Trung Cộng á, lúc đó đó, nếu mà mình hôm nay mình không đồng minh với Mỹ, nó sẽ mượn tay với nó mượn đạn của Mỹ ở ngoài Tomahawk, ở ngoài tàu hải quân với hạm để thất hạm đội nó bắn vô Sài Gòn cũng chết. Tại vì Trung Cộng sẽ đem mấy mấy cái vàng hỏa tiễn đi vô nước mình mà bắn ra tại biển, mà ở ngoài kia nó bắn vô bắn trúng ai vậy, cũng giống như Ukraine vậy đó. Cho nên bữa nay mà mấy đại ca mình đó là thuận thiên rồi, cuối cùng rồi cũng cũng bắt đầu nghe lời người này rồi đó, có đó, cho nói mà nó nghe lời con rồi đó, họ không uổng công con mỗi miệng 5 năm. Đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường giùm, thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Đó, cái câu này mới ăn tiền. Tiếng sấm nổ thì hồi tuần rồi thì ở núi Cấm, một cái núi có tiếng nó nổ ra, thì trong kinh điển của miền Tây á, Đức Thầy cũng có ba tiếng sấm nổ. Thì đây là tiếng thứ nhất nó nổ, mà nổ cái là sập nguyên cái núi khủng khiếp. Nổ là về ngày xưa khi Đức Thầy còn ở tại thế, Ngài đã phong cái nước Việt lại, phong núi Cấm lại, năm ông thẻ phong lại. Hôm nay nổ ra để mà mở ra, để khai mở một cái con đường sáng rạng hơn cho nước Việt. Phật sẽ giáng trần nước Việt, rồi nước Việt cũng sẽ có vua đó. Bữa nay là ba cái ngôi sao đi thẳng rồi đó, vua Minh Hoàng sẽ xuất hiện đó, Phật Di Lặc cũng xuất hiện nữa. Nên cái câu mà Đức Thầy nói ba tiếng sấm nổ, rồi hôm nay là nổ một cái. Thì trong này cũng có nói nè, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Câu kế tiếp, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà, cái nghĩa là bảy ông tướng, hay là thất sơn cũng có thể là gọi là bảy núi á, năm non bảy núi, hay là quân khu bảy, cái gì bảy 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 á. Thì cái câu này bởi vì nó là tướng trừng quỷ lộng sang hà, lâu nay nước Việt mình quỷ nó lộng, hôm nay á là sẽ bị trừng trị,
thì mới có câu thất tướng Trần Quỷ Lộng sang hà, chừng nào thất tướng lộ ra. Có thể là bảy ông tướng lộ ra, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thì lúc đó nước Việt Nam mình á, sắp triều chiêm hiền mới tự do bay qua bay về được. Còn giờ mình chưa có dám bay về đâu, bay về nó cho vô lòng á, nó bắt nó lột lòng á. Rồng lửa không có lòng á, mà nó còn bắt vô lột được nữa chứ, nó chim. Là rồng lửa ủa không bích thằng này đó. Trộm á thì ăn hiếp người với gạt người thì không bị bắt. Đời nhiều bất công á. Còn ca sĩ của mình á, bữa nay á không có ra, không có mấy cái quán gọi là cà phê đêm hay là ca nhạc vũ trường gì không còn nữa. Hay mấy cái concert, mấy cái về buổi dạ tiệc lớn nữa không còn. Còn đi mướn mấy thằng nhóc Nam Hàn mà nhảy cà tưng á, đi qua vậy mà cả nước đi mua vé. Tức là phong tục mình á thì cho úp lá chuối. Cả này không biết bữa giờ Đàm Vĩnh Hương bị úp lá chuối rồi không biết giờ nó ngộ ra chưa phải không. Ở Trấn Thành á cho úp úp giải rách. Còn Hoài Linh mình á thì úp gì ta, úp lá tre phải không, đều úp lại hết, đẩy nắp lại hết, giấu kín. Còn đi mướn mấy nhóc ra Korean qua chỗ nước gì đó đi được lạ lùng á. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Nghĩa là sắm cơ đức thầy đi hàng mấy trăm năm nay ở miền Tây, là bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quả giang long hiện trên bầu trời Nam. Thầy ai hôm nay có phước sống qua mùa Covid, qua tận thế. Tận thế mình đã qua đến đoạn đường cuối 95%, còn có 5% thì mình sẽ xong. Thì lúc đó Phật Thánh Tiên mình sẽ tiếp xúc với các vị, rồi mình sẽ có một quốc gia rất là bình đẳng công bằng. Dân Việt Nam sẽ không còn khổ nữa, không còn đi xanh dùm, không còn đi làm lao nô Nam Hàn hay Nhật nữa. Rồi những người khá giàu không còn đi qua Mỹ để mà mở tiệm nail nữa. Mình phải mở công ty di mạch được phải không? Thì sau đó mọi thứ, sau khi ba tiếng sấm nổ, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Nó tóm lại là vậy. Bữa nay mình mới được có 1 tiếng để mình chờ đi, từ đây tới 2 tháng nữa là nó còn nổ nữa không? Thì trong 2 tháng nữa đó, nhiều chuyện rất là xảy ra của trái đất này. Bữa nay cái nước Mỹ bữa hổm là lúc mà khởi nguồn của tận thế thì là Big Island Hawaii nó cháy khủng khiếp. Cái bữa nay cái khúc cuối của tận thế, cái nó cháy ở cái đảo khác của Hawaii là Maui. Cái đảo này là đảo của nhà giàu phải không? Cháy cũng quá trời tự động thôi, lửa mà. Mình làm gì làm, mình không có chống lại thiên nhiên. Người thì thuận đất, đất thì thuận trời. Tức là trái đất của mình á, khí hậu hay làm gì á, cũng là gió trên, mưa, bão, đất thì thuận trời, tuyết đồ á, bốn mùa đồ, đồng lúa đồ á, là phải thuận trời. Còn đằng này á, nó đem nó, Trung Cộng nó khoan cái gì mà giữa lòng trái đất á, muốn lụng trái đất luôn. Trái đất cũng như là con người của Phật Mẫu, trái đất là mẹ mà. Mà nó khoan lũng người như vậy, con nghĩ mẹ nào chịu nổi đó. Rồi lên tuốt ở trên Bắc Cực, nó ủi băng tiết trên đó. Để ông này, rồi đi xuống Nam Cực nó cũng quậy đó. Trời ơi, vô thần nó vô làm nát quả địa cầu của mẹ. Thấy đau lòng không? Rồi nó chặn cái đập Tam Hiệp để cho biển hồ, rồi những cái sông Mekong không còn... gọi là môi trường sinh sống.
người dân miền Tây cũng không có tính theo mùa nữa, lúc nào cho nước nhiều thì cho, lúc nào nó không cho thì nước biển vô, thì làm sao mà ta làm được vụ mùa. Tội ác cũng là chung cộng. Cái nào mình phải rõ cái đó. Trên đời này những gì cha sắp làm hay là sẽ làm, thế gian không ai biết hết. Cha chỉ cho biết trước để mình quay đầu mình tu thôi, chứ cha đâu có cho rõ chi tiết. Hồi xưa mấy vị nói là chiến tranh nó sẽ nổ ở Trung Đông, mình cứ nghĩ là nước Do Thái hay là nước Thổ Nhĩ Kỳ đại khái gì đó, nhưng mà cuối cùng là Nga với thằng Ukraine nó cũng là ở phía bên cánh đó, và nó sẽ lan qua Biển Đông. Còn cái chuyện mà ở dưới núi cấm có cái hũ vàng hay không á, xin nói trước nha, những mấy người nước Việt nếu mà có thì đại phước, mình cứ đi ăn nhậu tiếp, sáng la cà, chiều sáng chỉnh, chiều xây ba cử cà phê, ba cái chất độc của Trung Cộng bỏ vô bia với bỏ cà phê uống cho đã đi, để ý lại sẽ không có chịu đi làm. Vì mấy chất xám mà Kiệt thường nói trên đài á, là mấy vị nói á, cái tài nguyên mà phong phú nhất là đời con đời cháu của 6 triệu chim hiền mới gọi là một cái kho tàng vô giá, từ đời này sang đời khác nó đi qua đi về, nó giúp nước Việt đem kiến thức, cái đó mới gọi là đền vàng á, thất sơn lộ vẻ đền vàng. Mà cứ mong vậy hoài cái không có chịu học nghề, không chịu làm gì sao đó, không có được phải như vậy. Chuyện nó có hay không mình để hồi phân giải. Còn chuyện trước mắt nè, là ở Việt Nam bây giờ là nên thủ gạo, thủ xăng, thủ này thủ kia, tại vì bao nhiêu chuyện ly kỳ sẽ và tiếp diễn sẽ xảy ra từ đây cuối năm. Và tiếng sấm nổ bữa nay có 1 tiếng nè, ngày mai không biết nó nổ đâu ta, coi rồi đón thử ngày mai nổ đâu. Dạ thưa, theo cái các vị mà coi thằng 90 tuổi đấy, thì tôi cũng tìm hiểu và hỏi quý vị, để quý vị có nói thế này: tất cả 7 cái núi Thất Sơn là 7, thất là 7, sơn là núi, mà 7 cái núi đó là 7 núi báo, nó chứa vàng ngọc. Mỗi núi đều có một cái nhiệm vụ riêng. Ví dụ núi Cô Tô thì gạo, bởi vì lúa bay về núi để rành vài ngày sau, thì khi mà cái lúa bay cái năm đó cách đây cũng mấy chục năm, thì bên hai bên cái hột lúa quý vị ơi, nó có cái dè giống như là cái cánh máy bay vậy đó, mà lúa nó nghe rào á, ở miền Tây Cần Thơ tới Long Xuyên, thì cái dựa lúa của người Tây đó nó dự trữ, nhưng mà lúa bay thì có người hỏi thầy, thì Đức Quỳnh Như Chủ ngày nói lúa bay về núi thì chứa ở Cô Tô, chén bát cũng chứa Cô Tô để sau này cho đời Thượng Quân, cho người Thượng Quân được dùng. Mà đời Thượng Quân có hai hạng, một hạng tu cao thì muốn vật gì có cái nấy, còn cái bậc người mà thấp hơn thì vẫn ăn chảo đụng, vẫn nấu bằng chảo đụng và ăn cái hạt lúa mà lúa bay đó, nó nhỏ nhỏ đó chú vị. Thì cái đời Thượng Quân đó, cái lúa nó lớn bằng cái gáo dừa, thì cái bằng chứng bây giờ ở cái chùa mà của Đức Bổn Sư á, thì có cái vỏ lúa bằng nửa trái dừa, cái gì có nửa vỏ lúa, hình của cái vỏ lúa, nhưng cái ruộng nó trong nó to lắm. Thì cái vấn đề đó nó sẽ đưa đến lúc này đó, lúc sau này, tức là được hưởng đời Thượng Quân Thánh Đức là đời được hưởng. Mà Thánh Chúa lúc đó ngài ra thì ngài trị thì muôn dân đều thái bình, không những thấy bình ở đất nước Việt Nam, núi cấm gọi là kinh đô,
lầu dạng nóc của Đức Thánh Dương có cái câu là Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người tội ác. Như vậy thì cái đền của ngài là nó rộng tới cả núi Cấm, mà sau này khi mà tiếng nổ thứ ba đó là Dương Thần dỡ núi ra thì cái bức tường đó là nằm trong cái dòng khuôn thành của Đức Minh Dương là bốn ông thẻ đó quý vị. Mà bốn thẻ này thì mà tìm được rồi, tức là bốn ông có đủ rồi, thì cái tiên tri á của ông Ba Thới, tức là đệ tử của hậu duệ của Đức Phật Thầy đó, ngài có nói đó, là chừng nào mà bốn ông thẻ nổi lên thì lúc đó là cái lúc mà đời sắp tới. Và Đức Phật Thầy có nói một câu nữa là chừng nào Mỹ Thuận bắt cầu, núi Cấm lầu đài lộ vẻ gần đây, thì cái cầu Mỹ Thuận đã bắt 11, 12 năm nay rồi quý vị. Mà cái lúc mà Đức Phật Thầy nói thì ở miền Tây đó chỉ là cầu bắt bằng dáng, bắt bằng cái mo, cái cao hay quả cái tre, gọi là cầu khỉ đó. Chứ lúc đó con sông nó Mỹ Thuận nó mấy cây số thì làm sao mà bắt được. Thì nghe lời Đức Quỳnh Ơ, nghe lời của Đức Phật Thầy nói, rồi các tông đồ mới là ghi nhận trong cái sự truyền miệng. Nhưng mà sự thật khi mà Úc hợp tác với Việt Nam để cắt cây cầu Mỹ Thuận đó, năm nay là trên gần 12 năm rồi. Như vậy thì và núi Cấm bắt đầu nổ tiếng, một tiếng đầu tiên, thì đây là cơ trời sắp rốt rồi quý vị ơi. Đối với cái tín đồ Phật giáo Hảo đó thì tin tưởng 1000% về Đức Thánh Dương, bởi vì mong Đức Thánh Dương ra đời để mà bình trị không những Việt Nam mà cả thế giới đều được ấm no hạnh phúc. Thì đó là những cái điều mà tôi sơ lược để quý vị thấy rằng tất cả những cái, kể cả chiến tranh thứ nhất, đệ nhị thế chiến, thầy tiên tri trước Đức Quỳnh Giáo Chủ, rồi khi mà ngài kết thúc ngài cũng tiên tri luôn. Có người hỏi bạch thầy, chiến tranh đứng trước cái gì mà có thế giới chiến tranh thứ ba không? Thì thầy nói có, nhưng mà thầy nói thêm là tôi nói cho các con biết, cái chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ nhì là chỉ là tiểu chiến thôi, tiểu thế chiến. Còn kỳ thứ ba này đó là máu người, máu vật loan cả Biển Đông. Thì cái trận này nó dữ dội đó quý vị, phải gọi là phong thần tại thế đó. Vì nhắc lại thời xưa, thời ông Đức Nguyên Soái là ông Gia Cát, ông là Bản Phong Thần đó, tức là ông Khương Tử Nha. Ông Độn Thủy, khi mà ông lập xong Bản Phong Thần rồi thì ông Độn Thủy, thì khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài lập xong cái Hội Long Hoa thì ngài cũng Độn Thủy. Hai cái điều trùng hợp ở cái tiên tri đó thưa quý vị. Độn Thủy là gì? Độn Thủy tức là đi dưới nước đó Đức Sư Phụ. Oh, yeah. Thủy là nước nha. Ở đi nước là đi jet ski lại. Đó là những cái sơ lược này tôi xin phép để thông báo cho quý vị. Đó là cái điều mà Sư Phụ nói thì nó trùng hợp với những gì Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói. Và lý do tại sao tôi dám xác nhận ngài thì bằng chứng là những gì ngài nói là Đức Thầy đã nói trước hết trơn rồi. Mà đối với Hòa Hảo đó, nói chung, nói riêng và tín đồ bây giờ á, ở ngoài Bắc, ngoài Trung bây giờ họ theo chế độ Cộng sản thưa quý vị, họ đâu có tin. Nhưng mà họ đã vào tổ đình cách đây gần 1 năm, họ sinh tu. Người Bắc, người Trung thì họ là cái người mà vô thần, mà giờ họ vô để họ sinh tư. Tôi mới hỏi thăm gia đình và những người bạn thì nói rằng, tại vì hỏi tại sao các ông vô đây để mà sinh tu, hồi trước ông không tu mà giờ nói rằng chúng tôi nghiên cứu thấy kinh giảng
Bác Hồ chỉ cứu làm cho chúng tôi được an lành trong cuộc sống, nhưng mà không cứu được linh hồn chúng tôi. Cho nên chúng tôi theo Đức, theo Thầy để chúng tôi được Đức Huỳnh Giáo Chủ kêu bằng, ông kêu bằng Thầy Tư, có người kêu Thầy Tư, có người là kêu bằng Đức Huỳnh Phú Sổ. Rồi đối với tôi thì ba đời ở kế tổ đình, cho nên tôi xin phép Đức quý vị là tôi chỉ gọi Đức Huỳnh Giáo Chủ, chứ tôi không dám nói gì khác. Cho nên những cái gì mà Đức Thầy đã nói, đã tiên tri, thì giờ đây đó đúng y như là 10 phần 10, không sai một dấu vết. Cho nên tại sao người ngoài Trung, người Bắc, họ đương nhiên họ vô họ tu. Rồi lễ 18 tháng 5 là cái ngày mà khai đạo Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ năm nay á, chính quyền hồi trước cho 5-3 cậu thôi, bây giờ cho làm tới 60 mấy cậu. Quý vị, cậu là gì? Cậu tức là thưa quý vị, thưa thầy, thưa sư phụ, là xe mình là bông lên á, hình ảnh rồi mấy này sơn phết rồi, ví dụ như trên năm non rồng phụng tóc tươi miền bảy nước ngày sau báo biết. Dạ, tức dạ. Là xe diễn hành. Dạ, xe diễn hành đó. Ủa, dạ. Nó gì dễ hiểu. Sao từ như trọng á, từ của ai vậy? Cái từ này từ ở bên Hòa Hảo á. Ôi, dạ. Sorry, chữ cậu không biết. Dạ. Thì năm nay cái số người mà nó đông gấp 3 lần. Tức là nó trở lại như thời kỳ mà Đức Thầy còn ở nhà, Đức Thầy vừa vắng mặt trong mấy năm sau đó. Có cái lễ đầu tiên 18 năm là chúng ta ra đường đó, là tự người ta đưa chúng ta đi với chúng ta không có bước được. Đông người tới như vậy đó quý vị. Còn tôi đi chơi về khuya, vì con còn học, học trò. Nhà tôi ngủ từ trước tới sau ở trên, thành ra tôi phải chung bùa lúa tôi ngủ. Tại vì hết chỗ ngủ rồi. Mà các nơi họ đến lúc đó chưa có nhà nghỉ. Cái phong trào lúc đó ở quê chưa có nhà nghỉ, mà chỉ có những nhà nào trống là họ vô họ ngủ nghỉ, họ nghỉ. Mà có điều là những ngày lễ ở tôn giáo chúng tôi đó, thưa quý vị, thì bác sư phụ nói cho con nói là đi đâu quý vị cũng miễn phí hết, tắm cũng miễn phí, rồi dọc đường người ta đãi cà phê, hột é, rồi nước cam, nước chanh, bánh mì, mà toàn là chay hết. Còn những cái trại cơm á là dọc đường đó quý vị. Những ngày đó, 3 ngày lễ đó là quý vị đi không bao giờ đói. Còn muốn ngủ á thì vô nhà nào thì họ sẵn sàng để họ trải chiếu ngăn mùng cho quý vị nghỉ. Mình hiểu nó rồi. Dạ. Để mình nói ở năm non bảy núi của đất nước Việt Nam, một cái núi linh thiêng mà mỗi một cái thời đại khi giao thời từ Hạ Quân qua Trung Quân tới Thượng Quân thì đều có một cái thánh địa của thiên đình, cũng giống như một cái ambassador, một cái headquarter của cha của Phật. Thì cái recently, cái hiện tại là Jerusalem. Hôm nay núi Cấm được bề trên cho là thánh địa của nhân loại. Thì nhờ thánh địa và nhờ có cái đạo Thiên Tâm và một cái nơi lập đạo để mà đưa nhân loại đến cái sự hòa bình, hạnh phúc trong tương lai, đó là đạo Thiên Tâm chúng ta. Thì đạo Thiên Tâm chọn ở bề trên, chọn Thiên Cẩm Sơn là thánh địa của nhân loại tương lai nhiều nghìn năm về sau. Rồi Phật Di Lạc, Di tức là an cư lạc nghiệp. Còn cái chữ lạc bây giờ mà chữ cộng nó xài là xài á, lạc là an lạc nha. Cho nên sẽ có Di Lạc một thì chưa xuất hiện, Di Lạc hai là truyền thừa thằng đệ tử xuất hiện rồi. Tại vì mình thường mình coi football hay là ca sĩ thì người nào mà giai chính thì đi sau, giai phụ thì đi trước, biệt là giai phụ nghe quý vị. Cho nên mình đi trước là ở cái bằng á, năm ngoái mấy vị kêu mỗi đứa hội thiên phải làm cái bằng cấp á, là để cho ở bờ trên vô sổ, tức là bỏ vô file, bỏ vô hồng tẩu cắt để có cái tên trên thiên đình á, là số 2, giáo chủ đời thứ 2. Tuy là mình là lập đạo, nhưng mà thật sự cái đạo này của Phật Di Lạc ở trên trời đã có rồi, đâu xuất thiên rồi. Ok, mình trở về chuyện của mình. Năm non bảy núi. Tại sao nước Việt có những cái núi hùng vĩ rất là đẹp từ Bắc mà lại không chọn, mà lại chọn miền Nam, năm non bảy núi?